thuộc một mối tình. Khán giả hai thành phố sẽ được thưởng thức các bộ phim truyện điện ảnh xuất sắc gần đây như Anh Thầy Ngôi Sao, 7980, Cô Lại Vợ Bầu, Chị 13, Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con, Hai Phượng, Hạnh Phúc Của Mẹ, 11 Niềm Hy Vọng, 100 Ngày Bên Em, Nơi Ta Không Thuộc Về, Người Bất Tử, Song Lang, Thạch Thảo, Tháng Năm Rực Rỡ, Trạng Quỳnh, Ước Hẹn Mùa Thu. Các phim sẽ được chiếu tại Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia Hà Nội và Disney Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Vé cũng được phát miễn phí tại các địa điểm này. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia và Công ty Cổ phần Disney thực hiện.